Kính thưa quý vị, nếu quý vị có ý định để thực hiện một cái hành động nào có ý nghĩa, trong những hành động ý nghĩa trong cuộc đời mà quý vị định làm, thì tôi xin tha thiết yêu cầu quý vị hãy đóng góp vào trong quỹ cứu trợ thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì đây là những cái người mà chịu thiệt thòi nhất trong cái cuộc chiến Việt Nam. Họ là những người đã hy sinh một phần thân thể cho chúng ta được có ngày hôm nay. Và đồng thời họ cũng là những người đã trải qua một cuộc sống rất là bất hạnh, không may mắn đã bị ở lại bên kia bờ đại dương. Và không có một cái chương trình nào để giúp đỡ họ ngoài cái tình thương của người đồng hương tại hải ngoại gửi về. Cho nên một lần nữa thay mặt cho Voice Canada cũng như là cho hội HO tương trợ thương binh Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin mời quý vị thứ nhất là có thể tham dự chương trình nhạc hội để cứu trợ thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa do Voice Canada tổ chức tháng 6 tới đây tại Toronto cũng như tại Ottawa. Hoặc là quý vị có thể gửi ngân phiếu trực tiếp về nếu quý vị bận không tham dự được. Và trên ngân phiếu quý vị ghi thẳng cho hội HO tương trợ thương binh. Tất cả những sự đóng góp đều được trừ thuế. Và ngoài ra thưa quý vị, nếu quý vị nào không muốn gửi tiền cho những cái cơ quan trên, quý vị có thể liên lạc để xin đỡ đầu cho một gia đình thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể gửi tiền về trực tiếp giúp cho họ, hay là quý vị nếu có cơ hội đi về Việt Nam thăm gia đình hay là nghỉ hè vân vân, quý vị có thể liên lạc để gặp họ. Một lần nữa thưa quý vị, đây là những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa đã được cả một cái tập thể, một cái ban đại diện của nhiều quân binh chủng, họ đã kiểm chứng và có đầy đủ giấy tờ chứng minh là những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi mong quý vị hãy cố gắng tiếp tay với ban tổ chức Voice Canada cũng như là hội HO tương trợ thương binh, và đặc biệt đừng quên những người đã hy sinh cho chúng ta được sống. Trân trọng cảm ơn quý vị.